bạn cứ cho hẳn một đường này. Đấy. Các cái kẽ này là các bạn đều cho hết này. Đó. Đây, để mời các bạn nhá. Hương vị rất là ngon. Tuyệt vời. Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn là cái món bánh mì. Tôi sẽ làm bánh mì phô mai bơ tỏi. Đây, các cái nguyên liệu ở đây tôi sẽ giới thiệu với các bạn. Đây là bột mì. Bột mì các bạn dùng bột mì số 13. Và đường. Đây là kem phô mai. Và kem sữa tươi. Sữa bột. Đây là men lở. Và đây là muối. Sữa tươi không đường. Tỏi. Và đây là sữa đặc. Và đây là mật ong. Đây là bơ lạt nhá. Trứng. Lá mùi tây khô này các bạn này. Để làm cái bánh phô mai bơ tỏi này thì tôi phải làm 3 cùng đoạn các bạn. Đây là bánh, làm vỏ bánh và sau đó làm đến kem phô mai và làm đến bơ tỏi. Đấy, như vậy thì tôi làm đến đâu tôi sẽ giới thiệu với các bạn đến đấy nhá. Bây giờ để tôi cất bớt đi. Trước khi tôi làm bột này thì tôi phải đi đun bơ cho bơ nó chảy ra nhá. Bơ tôi dùng 60g. Đây, bơ tôi đã đun chảy ra rồi, tôi để vào đây. Bây giờ tôi sẽ cho bột vào trong cái chậu to này nha. Đây là bột mì số 13 là 550g. Đấy, tôi phải cho bột vào trước. Đây là đường 60g. Sữa bột là 60g. Đây, muối là 5g. Đây là men lở là 8g nha. Các bạn phải đổ riêng ra nhá, một góc, không nên đổ lẫn vào muối. Các bạn nhớ là ta phải quấy nó đều lên đấy nha. Rồi, tôi đã làm kỹ rồi. Bây giờ tôi sẽ cho sữa tươi này. Các bạn, sữa tươi là 280ml. Bơ đây là 60g nha các bạn nhá. Bơ lạt đấy. Tôi dùng 2 quả trứng, lấy cả lòng đỏ và lòng trắng. Tôi sẽ khuấy đều lên. Đây, tôi phải dùng bằng tay, đi găng tay vào để tôi nhào bột. Khi nhào mà nó dẻo rồi ta bỏ găng tay ra, ta phải ấn cho thật mạnh đấy nhá. Nhào cái bột này là phải nhào thật kỹ. Các bạn nhớ là nhào tối thiểu phải có vào khoảng độ 40 phút đấy. Các bạn mà dùng bằng máy thì làm nó nhanh. Đây, tôi sẽ bọc vào cái mang thực phẩm đây. Đấy, bây giờ tôi sẽ để ủ 1 tiếng rưỡi các bạn nhé. Đây các bạn ơi, bây giờ tôi đi làm kem phô mai nhá. Đây là kem đây, tôi sẽ cho kem vào 400g đây. Và đường là 50g. Tôi sẽ cho vào đây, lấy máy tôi đánh lên nha các bạn nhá. Đây các bạn nhớ là ta phải đánh cho nó tan đường hết xong ta mới cho kem sữa tươi vào. Đấy, bây giờ tôi sẽ cho kem sữa tươi vào. Đây là 150g các bạn nhớ nữa. Đấy, mịn lắm rồi các bạn ạ. Bây giờ tôi sẽ cho vào túi kem. Đấy, kem rất là đặc các bạn. Bây giờ tôi sẽ buộc chặt lại. Rồi, tôi sẽ cho vào trong tủ lạnh. Đây, tôi sẽ làm sốt bơ tỏi nha. Bơ này là 450g các bạn nha. Tôi đã đun chảy rồi. Sữa đặc đây là 100g. Mật ong là 30ml này các bạn này.
Đây tôi cho 2 quả trứng nữa vào. Đây các bạn nhớ là ta phải khoáng tan nó đi. Tôi sẽ cho 100g tỏi vào đây. Đấy, tỏi đã băm nhuyễn ra rồi. Đấy, và 5g lá mùi tây nhá các bạn nhá. Các bạn nhớ là lá mùi tây khô này các bạn cứ ra các cái tiệm bánh là mua là có luôn. Đấy, các bạn đánh nhuyễn nó ra. Đây, tôi đã làm xong cái sốt bơ tỏi rồi. Bây giờ tôi để đây. Tôi chờ cho đủ thời gian tôi ủ bánh. Xong đó tôi tiếp tục đi làm bánh nha. Vậy thì tôi phải dọn dẹp chỗ này thì đã. Đây các bạn ơi, tôi đã ủ được 1 tiếng rưỡi rồi nha. Bây giờ tôi sẽ bóc ra để tôi lặn bánh. Đấy, nó lở bông lên này. Các bạn thấy chưa? Đấy, phải có một chút bột áo xe xòe vào đây để cho nó đỡ dính. Trời chà, các bạn nhìn thấy chưa? Rất là dẻo. Bây giờ tôi sẽ nặn bánh nha. Các bạn chỉ nặn vằn vằn vừa vừa thôi. Các bạn nhớ là nặn tròn. Tôi cho ra cái khay mà giấy khay đấy là tôi có giấy lên rồi. Tôi sẽ lại ủ lại nha. Như vậy là được rồi. Tôi sẽ ủ tiếp 30 phút nữa các bạn nhé. Đây các bạn ơi, tôi đã để được 30 phút đấy nhá. Đấy, ủ 30 phút xong bây giờ tôi bỏ ra là tôi phết trứng đây. Đấy, tôi đã phết trứng xong rồi các bạn. Bây giờ tôi sẽ cho vào lò, tôi sẽ đem nướng. Đây các bạn nhé, tôi cho vào lò đây. Mà nhớ các bạn bật lên vào cái nhiệt độ của nó 170 đến 180. Rồi, bây giờ tôi đóng lại nhá. Và tôi bật 15 đến 17 phút. Bây giờ tôi sẽ cho ra các bạn ơi. Tôi đã nướng đủ thời gian rồi đây. 17 phút rồi đây. Chà chà, các bạn nhìn thấy không? Lò nướng của tôi thì nó nhỏ, cho nên là chín vàng chưa được đều. Nhưng mà như thế này là trông tương đối tốt rồi. Thì bây giờ tôi phải để nguội các bạn nhá. Các bạn ơi, bây giờ tôi sẽ cắt 5-6 nhá. Đây, các bạn nhớ là ta cắt theo hình bổ cau ấy nhá. Đấy, làm sao các bạn phải chia cho nó tương đối là được. Vì bởi vì bánh nó đã xém mặt rồi cho nên các bạn cầm nhẹ nhàng cắt thì mới được. Nếu các bạn ấn cái nó bẹp rúm đấy. Cho nên các bạn để lên trên tay thì không thể nào cắt được rồi. Các bạn nhớ đây, cứa là phải cho nó dứt khoát mà cứa ra thật là ngọt sắc thì nó mới gọn. Bây giờ tôi sẽ cho kem vào trong các cái kẽ bánh. Các bạn nhớ là ta cắt nó nhỏ nhỏ thôi. Các bạn cứ cho hẳn một đường này. Đấy. Các cái kẽ này là các bạn đều cho hết này. Đó. Đấy, các bạn cho quá kem một chút thì nó bánh nó sẽ lở hết ra. Đây, tôi sẽ đi găng tay vào nhé. Tôi sẽ nhúng vào sốt bơ tỏi đây. Đây, các bạn cho nó ngập hết vào. Đây, cái bên trên này ta sẽ cho nó mở miệng ra. Đây, ta sẽ tưới nó vào để cho nó ngấm một cả bên trong này nữa. Đấy. Đây, tôi đã làm xong đến cái cuối cùng rồi đây. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, ta cho nó nhiều bơ thêm một chút nữa thì bánh sẽ rất là vừa ngậy vừa ngon. Như vậy là tôi đã làm xong, bây giờ tôi tiếp tục cho vào lò 15 phút nữa các bạn. Đấy, tôi đã cho vào lò xong rồi. Các bạn nhớ là ta nướng ở 170 độ nha. 15 phút nha các bạn nha.
Đây, được rồi. Đây, các bạn ơi, tôi phải cho ra nhá. Rất là nóng đây. Đấy, phải cẩn thận. Ú, cha cha. Ú, nóng vô cùng. Đây các bạn ơi, tôi đã làm xong được một khay bánh mì phô mai bơ tỏi đây rồi. Các bạn nhìn thấy có bắt mắt không? Úi chà chà, tuyệt vời các bạn ạ. Bây giờ các bạn có thấy không? Đây là một loại này hiện nay đang thịnh hành, mà nhiều trẻ em mấy cả giới thanh niên trẻ cũng đang ham muốn cái loại này đây. Tôi hôm nay đã làm xong và mời các bạn thưởng thức cùng tôi nhá. Úi chà chà, các bạn nhìn thấy tôi bẻ không? Trong này nó bơ nó quyện hết vào đây này. Các nhân tỏi nó còn vẫn còn ở trong này. Đây, để mời các bạn nhá. Bên ngoài thì rất giòn các bạn ạ. Ngọt, hơi một chút ngọt. Ngậy ngậy của bơ mà lại rất thơm. Có được một cái hương vị của tỏi. Đây là tỏi chín đi nhá. Vì là mình phết vào đây rồi nó thành tỏi chín chứ không phải tỏi sống đâu. Tuyệt vời. Hương vị rất là ngon. Ngọt ngọt của mùi mật ong lại còn thơm của mùi mật ong nữa cơ. Đây là một bánh mới đây mà được thị trường hiện nay là đang ưa chuộng, nhất là các cháu nhỏ nữa. Ôi chà chà. Hèn nào tôi cứ không biết gì, các cháu cứ bảo mua một loại bánh mới. Tôi không biết như thế nào chứ buổi sáng sớm mà các bạn được một chiếc bánh này mà ăn nuôi rời thế là đây là một bữa sáng tuyệt vời đấy các bạn ạ. Tôi thấy một cái khay bánh này đúng mà cho ra lò là tôi đã thấy mê ly rồi. Màu sắc nó rất là hợp lý. Ăn lại ngon. Ui giời, cái này thì phải nói rằng các bạn nên cố gắng làm nha. Làm cho gia đình mình thưởng thức. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho chính gia đình bạn. Đấy mới là cái quan trọng. Tôi nhất định phải để dành một chiếc này để cho cháu tôi hỏi rằng là ăn có ngon bằng ở ngoài cháu mua hay không. Nhưng tôi tin chắc là ăn phải ngon hơn. Vì mình làm đấy rất cầu kỳ và cẩn thận. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Xin chào tạm biệt.